lượt đấu cuối vòng bảng Champions League của hai bảng đấu tử thần. Tottenham phải thắng trên sân Camp Nou để giành tấm vé thứ hai tại bảng B. Inter Milan không có quyền tự quyết nhưng có quyền hy vọng. Anfield tiếp đón Napoli sẽ là một trong những trận đấu quan trọng nhất của Liverpool. Sao đỏ Ben Bratt sẵn sàng tạo ra cú sốc mang tên Paris Saint-Germain. Tất cả sẽ lộ diện vào 3 giờ thứ tư ngày 12 tháng 12, duy nhất trên Cả Cộng.